Nhưng mà công nhận cái quả đầu tiên ông ý mà cũng cho quả mình dính ghế. Thích thật. Đang đi test xe VinFast nhá, VinFast nhá. Ai, test xe đây. Ok, đã thay đồ xong. Bây giờ chuẩn bị test xe. Đây, ra xe này ạ. Anh 74. Cái cửa phụ trước. Hello, đang ngồi lái thử với huấn luyện viên người Malaysia nhá. À, chúng ta sẽ được huấn luyện viên người Malaysia hướng dẫn lái trước. Khi là sẽ thử lái trên VinFast A, Max A trước. Và mình sẽ lái SA sau. Đây nhờ. Huấn luyện viên của chúng ta, hello. How are you today? Yeah. Và cái ông kia không biết lái, ông lên ông đạp nhầm bảo khách, ông đạp ga cũng nào người ông vừa đấy gì mà đến đây cái phải quay về đấy gì. Hiện tại đang ngồi trên SA nhá, vừa test quả dính ghế trên đời A rồi. Ừ, thế thì cái xe 2 này thì không cần phải hướng dẫn nữa đúng không? Đúng rồi, cũng được, cũng được. Cũng được, cũng nên là anh chỉ cần lái như thế thôi. Chắc không dịch ghế mà còn kia đâu. Bây giờ đạp phút này... Phút con kia thằng đông sớm hơn là break tốt hết cỡ ạ. Tốt tịch mày nuốt hết cỡ đấy. Vừa test xong nhá, phê quá. Bà nó lưng dính ghế, nó biết cả lưng nhở. Nhưng mà công nhận cái quả đầu tiên ông ý mà cũng cho quả mình dính ghế thích thật. Lần thứ hai mình dính ghế quả giống hệt ông ý luôn.